chắc các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá mô tô BMW mới nhất trong cả tháng 7 năm 2020, nhiều dòng xe giảm giá cực sốc. Mô tô BMW đẹp miễn dời, trang bị công nghệ thuộc hàng là vô cùng tối tân. Hiện có mức giá bán thực tế ở Việt Nam đang cực kỳ hấp dẫn. Khác với các thủ sừng sỏ như nhà Ducati hay Kawasaki, BMW Motorrad đang được phân phối tại thị Việt Nam. Không ít những dòng xe mô tô tầm giá trên dưới 300 triệu đồng. Rẻ nhất hiện nay chỉ có cái chiếc BMW Z300R, mức giá công bố 189 triệu đồng, và giá thực tế đã giảm cả 10 triệu đồng. Đồng loạt các dòng xe khác của BMW Motorrad cũng đang giảm giá bán thực tế khá mạnh. Mức giảm tùy thuộc vào từng dòng xe, ít cũng là cả chục triệu đồng, nhiều có những mẫu lên tới cả 50 triệu đồng. Cũng có những mẫu xe giữ nguyên giá, nhưng đó chỉ là số ít. Để giúp những bạn sẽ biết có những thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật ngay cái giá mô tô BMW mới nhất trong tháng 7 năm 2020 bên dưới như sau. BMW Z300R mức giá đề xuất 189 triệu đồng, giá bán ưu đãi 179 triệu đồng. BMW Z310GS mức giá đề xuất 219 triệu đồng, giá bán ưu đãi 209 triệu đồng. BMW S1000R mức giá đề xuất 529 triệu đồng, giá bán ưu đãi 509 triệu đồng. BMW S1000R Race 2020 giá bán đề xuất là 949 triệu đồng, giá bán ưu đãi 300, mức giá ưu đãi là 939 triệu đồng. BMW S1000R M Performance 2020 mức giá đề xuất 1.099 triệu đồng, giá bán ưu đãi 1.089 triệu đồng. BMW S1000XR giá bán đề xuất 579 triệu đồng, giá bán ưu đãi 559 triệu đồng. BMW R1200CS mức giá đề xuất là 599 triệu đồng, giá bán ưu đãi chỉ còn có 549 triệu đồng. BMW R1200CSA mức giá đề xuất là 659 triệu đồng, giá bán ưu đãi chỉ còn 639 triệu đồng. BMW F800GS mức giá đề xuất 359 triệu đồng, giá bán ưu đãi là 359 triệu đồng. BMW F700GS mức giá đề xuất là 339 triệu đồng, giá bán ưu đãi là 339 triệu đồng. BMW Anity mức giá đề xuất 579 triệu đồng, giá bán ưu đãi là 569 triệu đồng. BMW Anity Urban CX mức giá đề xuất 549 triệu đồng, giá bán ưu đãi 534 triệu đồng. BMW Anity Racer mức giá đề xuất là 549 triệu đồng, giá bán ưu đãi 534 triệu đồng. BMW Anity Racer 719 mức giá đề xuất là 659 triệu đồng, giá bán ưu đãi là 649 triệu đồng. BMW Anity Pure mức giá đề xuất là 489 triệu đồng, giá bán ưu đãi là 479 triệu đồng. BMW K1600B mức giá đề xuất 1.089 triệu đồng, giá bán ưu đãi chỉ còn 1.039 triệu đồng. BMW C400X mức giá đề xuất là 289 triệu đồng, giá bán đề xuất là 279 triệu đồng. BMW C400GT mức giá bán đề xuất là 319 triệu đồng, giá bán ưu đãi là 309 triệu đồng. Lưu ý giá xe thực tế còn tùy vào từng đại lý và từng quán xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy để tiếp nhớ like và subscribe.